Thưa quý vị, dự án khơi thông sông Cổ Cò hình thành tuyến du lịch đường sông độc đáo nối cửa hàng và cửa đại đang được thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam triển khai tích cực. Dòng sông Cổ Cò và chuỗi đô thị ven sông đang từng ngày hồi sinh mạnh mẽ, khơi thông dòng chảy lịch sử, kết nối vùng đô thị xứ Quảng. Từ đây được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho cả hai địa phương. Chia sẻ tại hội thảo khơi thông sông Cổ Cò, đột phá mới cho phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam và Đà Nẵng được tổ chức mới đây tại thành phố Hội An. Lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, thành phố đang tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án nạo vét khơi thông sông Cổ Cò qua địa phận Đà Nẵng. Đến nay, việc nạo vét lòng sông coi như đã hoàn tất. Hạng mục kè chắn đã được đầu tư khoảng 5,5 km. Về kết hợp phần thiết kế cảnh quan, hiện nay phương án đã cơ bản được thành phố thống nhất. Về phía Đà Nẵng thì có thể khẳng định việc khơi thông sông Cổ Cò mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn là hiệu quả về khai thác trực tiếp. Hiện nay hai bên bờ sông phía Đà Nẵng đã phủ kín các dự án và hầu hết đã cơ bản hoàn thành. Việc bảo vệ dòng sông chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt khi thực hiện các tuyến kè chắn. Khai thác du lịch đường sông thực chất không trực tiếp mang lại nhiều giá trị kinh tế. Tuy nhiên, ý nghĩa về thu hút du lịch và tạo công ăn việc làm cho người dân. Việc xây dựng hình ảnh đô thị mới chính là yếu tố quan trọng. Hơn 20 năm qua, việc khơi thông sông Cổ Cò để kết nối thành phố Đà Nẵng và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam được hai địa phương đặt ra trong các nội dung quy hoạch chung. Năm 2019, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã tiếp cận được các nguồn vốn để thực hiện chủ trương khơi thông sông Cổ Cò. Theo các chuyên gia, là dự án có tính chất liên kết, liên vùng, sông Cổ Cò sau khi được nạo vét thông thương giữa Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ tạo ra vệt dân cư, đô thị dọc hai bên bờ sông. Và đặc biệt, giao thông đường thủy cũng như du lịch dịch vụ, thương mại, cả hai địa phương sẽ phát triển tốt hơn với chung đích đến là phát triển bền vững. Thì du lịch có lẽ là cái được xác định là một cái mũi nhọn trong cái trục phát triển. Bởi vì từ phát triển du lịch nó sẽ kéo theo các cái du lịch, các phát triển ngành khác. Kéo theo phát triển đầu tiên là cái tiêu thụ nông sản tại chỗ. Thứ hai là khai thác các cái giá trị của cái vùng, của cái miền đất này. Cái thứ ba là khi có du lịch thì có giao thương, khi có du lịch sẽ có thương mại phát triển, và tất cả những yếu tố đó nó sẽ tạo nên sự phát triển. Thế như vậy là phát triển bền vững của khu vực này có lẽ theo chúng tôi thì rất nhiều yếu tố, nhưng mà phải xác định du lịch là một trong những cái mũi nhọn mà theo nghị quyết 08 của Bộ Chính trị năm 2017 đã được xác định. Cũng theo tiến sĩ Đoàn Ngọc Xuân, khơi thông sông Cổ Cò sẽ tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới cũng như kết nối giao thông đường thủy liên vùng. Vì vậy, cần có chính sách huy động và phân bổ nguồn lực gắn với khai thác lợi thế dòng sông trên nguyên tắc thụ hưởng gắn với đóng góp. Khơi thông dòng sông, nhưng phải nói đến cái khơi thông cái sự phát triển của một vùng. Từ đó thì phải có những giải pháp. Đã vùng có nghĩa là liên quan đến nhiều địa phương, liên quan đến nhiều các cái hoạt động kinh tế xã hội, cần phải có những cái cơ chế phù hợp. Nhưng trên nguyên tắc của chúng tôi là tiền trong dân mới là lớn. Bền vững ở đây cũng phải tính đến cơ chế bền vững. Đấy. Tức là gì? Nguyên tắc của chúng tôi thấy rằng là cần gì? Ai được hưởng từ dòng sông thì phải có trách nhiệm với dòng sông bằng các cơ chế phù hợp. Với quyết tâm của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, tin chắc rằng sông Cổ Cò sẽ sớm được khơi dòng và hồi sinh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội hai địa phương, và một chuỗi đô thị ven sông sẽ được hình thành trong tương lai không xa.